dẫn qua cả nhà thôi. Bằng tốc độ. À, xin chào cả nhà. À, sáng nay mình chở gia đình đi đi chơi nha cả nhà. Đi đi khu du lịch Sơn Tiên ở gần Long Thành á. Bữa giờ đi ngang thấy chỗ đó cũng cũng vui. Thì sẵn hè này cho nhá Quỳnh nhá Gia Hân với Bo rồi đi đi chơi cả nhà. Tính chương trình đi có bãi nhưng bảo đi chung á, nhưng cuối cùng bể hợp đồng nên là cũng đi được. Thì thì là hôm nay nhà đi mình cả nhà. Đây, mẹ đây. Ở nhà. Bữa nay mình đi chơi với mấy đứa cháu mình bữa cả nhà ơi. Nay đi trong nhà có Gia Hân, Bo, Nhã Quỳnh. Bo. Nhã Hân đâu rồi? Nhã Quỳnh đâu rồi? Chào bà con. À, kể chơi vui không? Hả? À. Vui không kìa. Ok, không giờ đi nha cả nhà. Rồi. Đang qua đò cả nhà ơi. Chỗ này mình hay ghé ăn là đi ăn ghé ăn á. Cái này ăn ngon, rất là ngon. Đó, nấu đi riêng vậy đó. Mình bán đồ mới chúng ta. Biết ra hấp dẫn quá. Ngon nhìn ngon ha. Ừ. Cái này bán ok luôn cả nhà, ăn rất là ngon nha. Cho nên là lần nào cũng ghé đây ăn hết. Cho ăn một lần là riêng luôn. Ừ, ăn lần đừng có chống tay đi vô. Mua đồ có mua hơi nhỏ rồi nè, hơi nhỏ rồi. Nhỏ không? Có mấy bộ cũng nhỏ lắm. Chắc bận nhìn. Cái quần nó có tới đây. Thôi vậy bận là hai lần mất cho em nè. Đây là xa bạn đối với không? Bo ra cũng được khung nè. Hai chị em lâu lắm mới gặp lại á. Mấy tuần với hai tuần mới gặp lại á. Gặp lại vui, vui lắm. Cái này tôi cũng chứng rồi. Nói đi hả? Chứ mình quên. Ok rồi. Ủa gì đây? Chứ mình quên. Rồi, xin mời cả nhà nha. Rồi, bà cô chú ăn với con. Rồi, bà chú là ăn thử con chú này ngon lắm nha. Ăn đi rồi riêng luôn á. Ngon là ngon bánh canh hả? Con Quỳnh, con ăn rau. Đưa rau cho bà. Ừ, rau hẹ đó. Nhiều không? Rồi mời cả nhà sáng. Rồi tới rồi cả nhà ơi. Từ ngã ba chúng ta chạy lên chút xíu rồi cả nhà. Khoảng chừng 10 phút lái xe. Rất là rộng luôn nha cả nhà. Khu du lịch Sơn Tiên. Thank you.
gái là đang làm tiếp nữa nha cả nhà, chỗ này nè. Chạy rất là xa luôn mới vô tới cổng nè cả nhà. Lúc đầu gì chuẩn bị vô cổng. Zin bay Vịnh Kỳ Diệu. Rất là xa, từ bên kia lên chắc khoảng cây số. Vô đây cả nhà có nhiều sự lựa chọn quá, bây giờ thật sự là không biết phải đi hướng nào, đi đường nào luôn. Hả? Hả? Mới vừa giành giật vô chỗ thay đồ ra cả nhà. Bây giờ chỗ thay đồ cũng đông nữa. Đó, bây giờ bắt đầu ra trò chơi nè. Ê, 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 chơi trò này trước đây nè. Tắm nước đi. Quá nhiều trò chơi luôn cả nhà. Giờ Quỳnh đi hướng nào nữa. Ồ, trong đây có nhà hàng ăn uống ở nhà. Có thể là trưa vô mình ăn uống, ăn trưa trong này luôn cũng được. Bên đây là cho trẻ em. À, phía bên đây có thể là cho người lớn nữa nha. Người lớn mình thấy bên đây nè. Rồi, mấy cái con vịt vô nè. Mua đồ ăn rồi mình ngồi.
bây giờ bọn áo phao nha cả nhà. Quy luật là bọn áo phao mới được xuống nha. Mỗi người một cái. Rồi con một cái đi anh Bo cái. Rồi ba một cái nữa. Đó, xuống mình ơi. Đi mở đi, leo lên đi. Mới biết bơi mới đi được. Bơi qua dòng nước nè, bơi qua dòng nước nó mới trôi được. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, quá êm, quá êm. Không biết lái mới được nha, không biết lái là lũi á. Đó, cứ nằm là enjoy thôi cả nhà. Không, đổ lên cho mát. Ô, tụi này sao chạy vậy, nhanh vậy? Này mà có anh Chu Nhờ đây, Chu Nhờ khoái luôn. Mình muốn lên đó chơi cả nhà là phải đứng xếp hàng. Lúc nãy qua đó mà đông quá rồi cho nên là quay xuống lại đi đây chút xíu nữa hả, vòng qua đó xếp hàng đông lắm. Đó, giờ mình cứ nằm đây mình theo con nước thôi. Quỳnh đi múc dưới luôn rồi. Dưới này đi nhanh dưới trời. Kia có đường sâu hơn nữa cả nhà, kia là đường sâu 9m. Đó, giờ có theo con nước thôi. Gì không nước hả? Nước hả? Xin lỗi cả nhà, độ sâu là 0.9m, tức là 9 tấc chứ không phải là 9m. Đọc nhầm. Đứng này, đứng này, đứng này. Đứng này để bố lên đã. Đứng này, ngồi đây nha. Để bố lên cái này đã. Đó, ai muốn nghỉ mát thì ghé vô mấy cây dù nha cả nhà. Ghé mấy cây dù nghỉ mát. Ai muốn dặn nắng thì cứ đi thả theo dòng nước. Nhà thấy không, xếp hàng à. Đó, muốn lên đó chơi à, phải xếp hàng từ trong đó ra tới ngoài đây luôn. Có lượt mình không biết chừng nào nữa. Chắc để chiều người ta vừa bớt mình bắt đầu lên đó nha cả nhà. Trời ơi, cảm giác mạnh là mình khoái rồi đó. Ô, có ổ ong, ổ ong trên cái ô bồn nước. Ê da chôm. Rồi tới đây là đi đây. Tập ra. Đi. Thử mắt cho tôi, thử mắt. Đi. Ồ, có máy kéo này đỡ quá. Trời, anh đẩy qua quen. Ồ, vậy là đường này đi qua cái dòng lớn bên kia nữa đó nha. Qua cái dòng lực thiệt lớn bên kia nó mới vòng lại. À, gần như đi được 2 vòng. Ui. Trời ơi, con luôn tìm con
giờ mình qua bên khu này mình chơi nha cả nhà. Khu này cho trẻ em nhưng mà người lớn mình chơi ké luôn. Đó, giờ lên đây nha cả nhà. Lên đây bắt đầu thả xuống, thả dòng luôn. Trên cao nhìn xuống rất là đẹp. Chơi cái này hỏi sao mấy đứa nhỏ không khoái cả nhà. Cái dòng này mình đi là cái dòng quặn nhiều nhất cả nhà. Giờ mình đi cái dòng quặn vừa vừa nha. Nó bị kẹt lại rồi, nó bao tay người ta. Để tránh tắm rồi con. Chú à, chú rồi xuống. Lên lên, ăn lên. Rồi rồi rồi, chú xuống lắm. Rồi đó. Mình đi bộ qua cái khu vực này nữa nha. Khu vực này thì nó mạo hiểm hơn, nó cao hơn nữa. Nhưng mà quan trọng anh em biết có xếp hàng đông như bên kia không? Mình sợ xếp hàng đông quá là mình chờ lâu á. Bên kia xếp hàng cũng khá lâu đó cả nhà. Rồi xui luôn cả nhà ơi, đông quá trời đông luôn. Này mà xếp hàng chắc giờ tới chiều luôn. Thôi quay lại đi, quay lại đi. Khu sống thần đi. Chiều chiều rồi, tối không quay lại đây. Tối không quay lại đây. Nổi hả? Giờ đông quá sao? Rồi sống thần sao? Sống thần. Ồ, vô là nước nó mát ha. Hồ sống này là biển, nước sống, nước này sống siêu ngoài biển rồi đó.
được mấy lời. Mấy giờ rồi? Này chắc cũng gần 11 giờ. Trời ơi, lâu vậy? Ủa, giờ 1:30 đó. Trời ơi, giờ mấy giờ rồi ba? 11 giờ. Bây giờ vô đây chơi mới xếp hàng vậy nè cả nhà. Biết chừng nào tới mình đây. Cái hàng từ đây tới chừng kia luôn. Bị à, thấy không? Mình lên tới đây rồi mà đứng dưới chờ quá trời luôn. Một tốp lên được mười mấy người nữa nè. Đó. Cái này là chia làm hai nè, một bên đi màu xanh, một bên đi màu đỏ nè. Mình này mình chọn màu đỏ. À, em cũng chọn màu đỏ nha. Em chọn màu đỏ. Đúng ghê không? Ờ đứng đây mà đứng đây chờ ta xuống, có ai xuống không? Kỹ kỹ nha, ở đây còn à, cái này còn rút lại đường nè. Hai người qua đây. Ba người bên đó hả? Hai người ơi, cho ba người đâu. Rồi ba người qua đây, ba người qua đây hơn quá, đây thấp hơn kia. Bên kia thì chỉ cao hơn nha các nhà. Mà phải 4 người mới chơi được bên đó. Còn 3 người thì phải bắt buộc qua bên đây. Ok. Tim đập à? Con không nhấn rồi. Chưa vừa tim đập rồi. Ở dưới kia giờ còn chen lên nha cả nhà. Lên đây rồi có hối hận nha. Vô luôn đi. Đây, Quỳnh với anh Bò được trước nha. Bye bye nha, tạm biệt nha. Chưa gì la. Phải ghép 4 người mới được. Ôi da. Wow. Đúng là quá sợ luôn cả nhà. Nói chung là vừa là thoát tim. Khu này là ăn uống đây nè. Ồ, có điểm sống đây nè. Ăn uống buổi trưa ở đây luôn. Đa số là mọi người ăn ở đây. Mẹ đi chơi quá tụ chứ ngồi dưới đồ quá nha. Anh Bơ nhắn Quỳnh lạc mất tiêu rồi, đi kiếm nó nè. Mình đi chơi, mình đi chơi, mình đi chơi, mình đi chơi, mình đi chơi. Ở đây là người ta không ăn ở đây, là đem đồ ăn vô ta ăn nữa kìa. Ừ. Đồ ăn vô, đem bia vô uống luôn. Ừ, ta đem đồ ăn vô đi. Ừ, thoải mái. Cảm giác đi đó là sao? Nó dốc xuống thì mình sợ. Sợ hả? Sợ dữ không? Sợ dữ. Mình muốn rớt tim luôn không? Dạ có. Cái cầu tùng của ta thì nó hơi sợ. Nhưng mà cái cầu tùng của kia đi. Bỏ đi cái nào thấy cũng sợ. Cái lộ nó văng lên xong nó rớt xuống nó văng lên. Rớt đi như là bay hồn đây luôn. Nó bay hồn. Còn một dòng máu. Bây giờ thay đồ chắc chuẩn bị về quá cả nhà ơi. Giờ mình vô. À giờ mình về chứ. Giờ người ta vẫn đi vô quá chừng luôn cả nhà. Hôm nay là chủ nhật cho nên là rất là đông. Bớt này sáng là rất là đông luôn. Giờ mình cũng đi về.
tất cả đây là anh em biết không, 400 hecta, 200 hecta là làm khu đô thị, còn 200 hecta làm khu vui chơi giải trí, khiếp không, đất nó rộng mà mênh mông, đi không biết bao giờ cho hết luôn. Ở bên đây thì đang làm, giờ mình qua đây mình lấy xe mình chuẩn bị về cái nhà, mặt kinh rất là rộng nha. Anh chị nông dân mua trái cây và cảm nhận hương vị thơm ngon ngọt thanh của chôm chôm giống Thái Lan gây thương nhớ. Có cả nhà thấy không? Chỗ đậu xe nè, khiếp, bạc ngàn luôn, xe rất là nhiều. Còn mất hồn chơi trò chơi đó, mất hồn tới giờ luôn cả nhà, ám ảnh quá. Vậy mà người ta rủ đi tăng hai đi cái nữa hả? Liều mạng đi, hai đứa quay dữ dằn, ba đi lần một ba xuống đất chân cùng rung. Tôi tưởng bên cái màu cam nó đỡ dốc, nghe ngờ cũng dốc vậy. Văng ở bên đây nó văng lên văng xuống hai lần đúng không, hai ba lần dạ. Văng lên văng xuống mấy lần? Có lần, của hai lần. Màu xanh nè. Màu xanh có lần nè. Ồ, của ba nó văng ba lên hai lần. Ủa văng đi đâu? Giặt qua nó giặt lại nó rớt xuống. Lần trời nó ơi. Xong nó xuống rồi mình rớt ở đâu, mình rớt xuống nước hả? Dạ, nó cao vậy nè. Không nó rồi. Cao vậy nó xong cái nó có dốc xuống đây xong nó lên, xong nó rớt xuống. Cái nó lên lại nữa cái nó rớt xuống. Xong nó chạy. La không? Mình thấy ta la dữ không? La ghê lắm. Ba lo ba. Ba lo ba quay không còn, với mình nhảy lên xuồng người ta đi mất tiêu, cuối cùng mà còn mình ba, cuối cùng cái ba nhỏ kia nó đi, ba đứa đi lẻ, cuối cùng ghép ba vô cho đi ké chứ không chắc không được đi rồi. Xuống dưới mới quay được cũng là lạ, tao cũng bể nhà luôn. Điểm sắm ở chỗ đường Võ Thị Sáu nữa nha, lúc nào xe cũng đông, sáng trưa chiều lúc nào cũng đông. Ở bên đây nó có cà phê bánh, rồi bên đây là điểm sắm ăn trưa rồi, cho nên nó rất là đông, xe hơi là đậu cực lắm. Mình thì gia đình mình thường ăn cái quán này cả nhà, ngay đầu đường Võ Thị Sáu. Bên kia là lẩu tôm năm ri. Có bàn chưa? Chưa. Đông quá giờ phải lên lầu thôi nè. Đi lên lên. Chơi. Bên đây là bánh, cà phê rồi. Bánh nha, cà phê trên lầu luôn, chung hệ thống luôn. Bên đây là cà phê nè. Bên đây là ăn trưa. Bà này em đưa này nè con nè. Bà này cho nó rộng. Nè. Con này ha, lần này bằng nào cho nó rộng nó sáng là được nè. Ừ, ngồi đi, vô ngồi đi. Ở đường này. Kéo kia lên chút đường. Ừ, menu. Ở đây trên lầu là nhìn thẳng ở bên lỗ tôm năm ri luôn đó nha. Chi nhánh ở bên Võ Thị Sáu, còn chi nhánh bên kia là bên bờ sông gần chợ Biên Hòa. Đây có thể mình đặt tiệc sinh nhật được luôn nha cả nhà. Đó, trên đó mình đặt tiệc sinh nhật được luôn. Có người đặt sẵn rồi đó, cho nên ba set up rồi đó. Trong đây thì mát mẻ. Mới lần đầu được ăn này đúng không? Dạ. Đồ ăn giờ mới ra. Cả hai phần đó, đúng rồi ạ. Rồi cảm ơn con, rồi ăn đi, ăn đi, ăn đi cho nóng. Cái này trong đây có nước rồi, bọn ăn được không? Có ăn nào gấp ăn đi không?
sơ cái này, cái chấm miếng này nè, con chấm miếng này ăn nó thì nóng á, nóng như là xịt nước á. Yeah. Nóng rồi nha. Ra không được mà vô không xong. Anh ha, con ăn đi ha. Quỳnh ăn đó con, Quỳnh gấp lên, gấp lên, chấm nước tương đi con. Nói đông nho nữa Quỳnh. Con ăn đi. Ăn đi con, ăn đi xem. Bánh ướt hay bánh gì nè, đúng không? Dạ nha, bà kêu là ăn cho hết nha. Ăn mỗi thứ miếng ăn cho hết đi. Ngon Quỳnh. Nay ngồi xa quá, không mời ông bà của chú được. Xin lỗi ông bà của chú đi, ngồi xa quá, ông bà chú thông cảm đi. Dĩa bây giờ em là sao em bơm cho một dĩa đi, em để cho nó rộng hiểu không? Chứ giờ em dọn rồi nữa là hồi mấy món kia ra tôi để em dồn lại một dĩa em để em giữa. Ờ rồi rồi. Mày ăn đi. Cấp cho mà màu ngoại con. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi con. Dồn ngoại đủ nha mày. Ờ là mình ăn hết rồi thôi, gấp đi, gấp lại đi. Mình ăn hết giờ, ăn xong giờ. Ăn đi rồi từ qua. Thường thường ăn mấy cái này thì không thể thiếu nha cái này. Không thể nào thiếu món chân gà được. Chân gà rất là ngon. À Quỳnh ăn đó Quỳnh, à, anh Sang gấp cho em miếng mực này được anh Sang. Cái này miếng này phải gấp, phải đưa chứ. Đó, mà chấm vào cho nghe vô. Cái nó bật nó rồi. Hả? Để lên món và quay tiếp cho cả nhà nha. Quay cho cả nhà coi. Cái cuốn này. Cái này hả? Ăn quen nha. Quỳnh ăn thử cho, ăn thử chiên gà cho. Thật sợ cay đó nha, nó hơi cay. Ờ, hơi cay. Con ăn bánh bao đi. Ăn cái này đi. Ok, ba. Ok ha. Quản lý ha. Có đi nữa ha. Vũ đi cũng mệt mà, vũ ăn cũng mệt nữa. Rồi, cả nhà ơi, gia đình mình ăn xong rồi cả nhà. Bây giờ chuẩn bị lên xe về đây. Rồi, cả nhà nó 3 HD. Mong cả nhà ủng hộ gia đình mình nha cả nhà. Thằng nào hăng lúa mặt ăn coi cái hăng. Nào nay chở mấy em thiếu nhi đi có vui không? Vui. Ok rồi, cảm ơn nha. Rồi bye bye cả nhà. Đi lo đây.